Phút giây con buồn phiền.
trong khó khăn. Những khi con một mình cô đơn trên bước sẽ thấy ta trong tim con phút giây. Mãi mãi chẳng rời xa.
Chương trình thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 xin được bắt đầu. Trước hết, kính dâng lời tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài đã yêu thương, gìn giữ hội thánh của Chúa suốt một tuần lễ qua được một sự bình an. Buổi sáng hôm nay, hết thảy tôi con Chúa dâng lên Chúa lời biết ơn Ngài và chúng con được cùng nhau thờ phượng Chúa trong đền thờ của Ngài. Với bối cảnh hiện tại, hội thánh Chúa chỉ nhóm lại dưới 50 người. Cho nên hội thánh buổi sáng hôm nay trực tuyến để rồi tất cả những con cái Chúa đang có mặt tại nhà thờ cũng như hiện đang có mặt ở tại nhà riêng của mình cùng nhau hướng lòng về Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời, tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Và chúng ta sẽ được nghe lời Chúa qua tôi tớ của Chúa dẫn luận với đề tài mạng lệnh của Chúa phục sinh cho người yêu Chúa, được chứng dẫn trong Kinh Thánh Tin Lành Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 22. Cầu xin Đức Chúa Trời hiện diện ở cùng mà ban phước trên hết thảy mỗi chúng ta. Để mở đầu cho chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay, kính mời hội thánh cùng tôn vinh Chúa thánh ca số 22, Ta bước lên Sion. Câu thứ 3 và câu thứ 4 của bài thánh ca số 22, Ta bước lên Sion. Yeah.
lòng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta cùng nghinh thính lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thi Thiên đoạn 27 từ câu 4 đến câu số 6. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mặt của Ngài, của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bấy giờ đầu tôi sẽ ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng cua lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Kính mời Thánh tiếp tục tôn vinh Chúa. Thánh ca số 26, chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Chúng ta tôn vinh Chúa thánh ca này hai lần. Thánh cùng xác quyết niềm tin qua bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Để Đức Chúa Trời cai trị hiện diện trong thời giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay, trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thanh Hồng, quản nhiệm Hội Thánh tiến lên tòa giảng cầu nguyện khai lễ. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, đấng đã dựng nên chúng con mang hình ảnh của Ngài, đấng đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời. Ngài đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus Christ đến trong thế gian này để chịu chết đền tội cho chúng con. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng bởi đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thể đều quỳ xuống và mọi lưỡi thể đều tôn xưng Jesus Christ là Chúa.
thì giờ phước hạnh này tất cả chúng con đang cúi đầu ở trước sự hiện diện của Chúa, dâng lên Cha của chúng con và cứu Chúa của chúng con sự thờ phượng. Xin Thánh Linh là Thần của Ngài đã được sai đến ở giữa chúng con, ở trong chúng con, đầy dẫy chính mình Ngài để hết thảy chúng con được tự do mọi bề, bước vào sự thờ phượng trong ý muốn tốt lành của Cha để tôn vinh ngợi khen Ngài. Xin Chúa xuống phước đầy ơn trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Giữa con cái của Chúa, chúng con đang có mặt tại đền thờ của Chúa, cùng với quý ông bà, anh chị em chúng con đang nhóm nhau lại ở trong gia đình của chúng con. Đức Chúa Trời của chúng con là Thần, ai thờ phượng Ngài lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài tại mỗi gia đình của chúng con đang có sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài ở với chúng con và tiếp nhận sự thờ phượng của hết thảy chúng con. Xin tha tội cho chúng con những yếu đuối bất toàn mà chúng con vi phạm cùng Chúa, để chẳng còn một sự ngăn trở nào giữa chúng con với Ngài trong sự thờ phượng Chúa sáng nay. Xin Chúa xuống phước đầy ơn trên chấp sự Nguyễn Tiến Dũng, Phó Thư ký Hội Thánh, được đầy ơn của Chúa trong sự hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa sáng nay. Chúa ban ơn trên hết thảy anh chị em chúng con trong từng bài ca tôn vinh Chúa. Chúa ở giữa chúng con, nhận lấy mọi của dân của chúng con dâng lên cho Ngài. Xin Chúa cũng thương xót đói thương đến những nhu cần ở trong đời sống của chúng con. Ban ơn xuống phước trên từng lời cầu xin cầu thai của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, xin Ngài cũng ban phước trên anh em chúng con, những người đang dự phần vào trong chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin sức giàu ban ơn trên anh em chúng con, người đánh đàn, người điều khiển âm thanh ánh sáng, người điều khiển máy quay và máy chiếu, cũng như các chương trình của anh em chúng con thực hiện buổi sáng hôm nay trong sự thờ phượng Ngài. Cha xuống phước đầy ơn để hết thảy mỗi người chúng con mang lấy tình yêu của Chúa và làm công việc Chúa cách hết lòng. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Chúa cũng ban phước trên chính mình con. Tôi tớ hèn mọn của Chúa, đứng giữa bầy chiên của Ngài, rao ra mạng lệnh của Ngài. Xin Chúa sức giàu đầy ơn. Chúng con biết chiên của Ngài chỉ nghe tiếng của Ngài, mạng lệnh của Ngài được truyền đến trong Thánh Linh của Ngài, để lời của Ngài đi vào sự sống của anh em chúng con và mỗi người chúng con thực hiện mạng lệnh của Chúa cho đến ngày chúng con gặp Cha của Chúa, cứu Chúa của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Cung kính chúng con dâng chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay trong sự tể trị của Ngài, hiệp tâm cầu nguyện. Nhớ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Tiếp tục chương trình thờ phượng Chúa, kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa thánh ca số 299, Càng yêu Chúa hơn. Chúng ta tôn vinh Chúa câu thứ nhất, câu thứ nhì, sau đó đơn giản tiếp tục câu thứ ba và câu thứ tư. Oh.
thì giờ cầu thay và cảm tạ. Tôi xin đọc những điều cần cầu thay. Cầu xin Chúa gìn giữ quý tôi con Chúa bình an trong cơn đại dịch và sớm cho hết dịch bệnh để không còn cách ly, hội thánh trở lại thờ phượng Chúa chung tại nhà thờ. Cầu xin Chúa mở đường tiếp trợ cho quý con cái Chúa đang gặp khó khăn, không có thu nhập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày do còn cách ly chưa trở lại bình thường. Cầu xin Chúa tiếp trợ chữa lành cho quý con cái Chúa đau ốm lâu ngày, mang những căn bệnh nan y hiện đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại gia đình. Và đến thì giờ lạc hiến, kính thưa hội thánh, trong suốt hơn một tháng qua, việc dâng hiến tiền bạc để lo nền tự trị của hội thánh có những sự khó khăn do cách ly dịch bệnh. Kính mong quý con cái Chúa dâng hiến rời rộng để có đủ tài chính để điều hành công việc nhà Chúa. Ông tu hóa hội thánh có mặt tại nhà thờ vào lúc 9:30 mỗi sáng Chủ nhật để nhận tất cả các khoản dâng hiến của quý con cái Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy mỗi chúng ta. Tiếp tục xin kính mời thánh cùng tôn vinh Chúa. Thánh ca số 374, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Xin kính mời chấp sự Lê Tử Tý, chấp sự Ngô Tấn Tâm lên nhận tiền dâng. Mau dâng cho Chúa
Thánh và đồng đứng lên. Kính mời ông chấp sự Ngô Tấn Tâm lên thay cho Hội Thánh cầu nguyện những nan đề nêu lên và cầu nguyện cho số tiền dân. Kính lạy Chúa là người Cha giàu lòng nhân từ và thương xót của chúng con, là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng con cúi đầu dâng lên Chúa lời tạ ơn vô cùng về tình yêu thương vô lượng vô biên của Ngài, ân điển lạ lùng mà Ngài đã dành trên mỗi đời sống của chúng con. Chúa đã đến trăng trần gian này tìm và cứu chuộc chúng con. Dòng huyết báu vô tội của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá để tội lỗi của chúng con được tha, linh hồn của chúng con được cứu và chúng con đã được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì suốt những ngày tháng qua, Chúa đã gìn giữ con cái của Chúa, Hội Thánh của Ngài giữa cơn đại dịch, trong sự bình an, trong sự quan phòng, che chở từ nơi Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa cứ tiếp tục gìn giữ tôi tớ của Chúa, con cái của Ngài, tiếp tục được bình an giữa cơn đại dịch những ngày tháng sắp đến. Và Chúa cho chúng con được nhóm lại thờ phượng Chúa chung tại nhà thờ và truyền giảng tin lành trong ơn yêu thương của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh Chúa dành cho Hội Thánh của Ngài. Chúng con được hiệp chung nhau lại để thờ phượng dâng lên Chúa lời tạ ơn, chúc tụng danh thánh của Ngài. Mặc dù số lượng chúng con có hạn chế, nhưng con cảm tạ ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã nhậm lời cầu xin của con cái của Chúa, Hậu Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Thì giờ này chúng con cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu xin, những lời cảm tạ. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho hết thảy những vấp phạm trong đời sống của chúng con. Xin Chúa cũng tha tội cho chính mình con trong giờ này, để lời cầu nguyện của chúng con dâng lên cho Chúa được đẹp ý Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa nhớ đến những người đau yếu bệnh tật trong Hội Thánh của Ngài. Chúng con đã trình dâng lên cho Chúa. Con không nhớ hết, nhưng con tin chắc rằng Chúa chúng con là Đấng biết hết mọi sự. Những nỗi đau trong thân thể của chúng con, bằng đức tin chúng con đã dâng lên Chúa lời cầu xin Chúa. Xin Chúa thương xót, dâng cánh tay quyền năng và nhân lành của Chúa rồi động đến từng thân thể đau yếu bệnh tật của quý ông bà anh chị em chúng con, và dâng cánh tay chữa lành cho con. Tạ ơn Cha nhiều lắm. Cầu xin Chúa cũng nhớ đến những người lớn tuổi, cao niên trong Hậu Thánh của Chúa. Xin Chúa cũng bổ sức khỏe cho họ. Xin Chúa cũng nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong đời sống, bị ảnh hưởng vì nạn đại dịch. Xin Chúa cũng thương xót, chu cấp những nhu cầu có cần trong đời sống của họ. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Cảm tạ ơn Chúa thì giờ phước hạnh Chúa dành cho Hậu Thánh của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa đầy ơn trên chấp sự Nguyễn Tiến Dũng được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn chương trình. Xin Chúa sức dòng một cách đặc biệt trên đầy tớ của Ngài, mục sư quản nhiệm Nguyễn Thanh Hồng, được ơn của Chúa để giảng luận lời Chúa cho Hậu Thánh của Ngài. Xin Chúa cho ông được tự do mọi bề để bày tỏ lẽ mầu nhiệm lời của Đức Chúa Trời, để rồi mỗi đời sống tâm linh của chúng con được nâng đỡ qua lời của Chúa, đức tin của chúng con được mạnh mẽ qua lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa Thánh Linh hiện diện trong thời giờ nhóm lại của chúng con, dẫn đưa chúng con đi vào trong sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Thời giờ chúng con nhóm lại, chúng con cũng có một số tiền dâng lên cho Chúa. Cầu xin Chúa thương xót cho chúng con có sự khôn ngoan để sử dụng số tiền này làm ích lợi cho công việc nhà của Chúa. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Con kính dâng trọn thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay trong vòng tay yêu thương dẫn dắt che chở từ nơi Chúa. Chúng con hiệp chung và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời Thánh đồng an tọa. Tôi xin thay cho một sư quản nhiệm có mấy điều thông báo. Ban tương tế xã hội của Hội Thánh thứ năm tuần này, ngày 7 tháng 5 2020, sẽ đi thăm chi phái Tha Đê. Mời các ông bà cùng đi: ông Nguyễn Văn Hùng, ông Bùi Ngọc Hiếu và ông Lê Khắc Thạnh. Tối thứ năm tuần này, ngày 7 tháng 5 2020, Hội Thánh có giờ thờ phượng Bồi Linh. Kính mời các con cái Chúa nhóm lại đông đủ để nghe lời Chúa.
Thứ năm tuần này, ngày 7 tháng 5, 2020, kính mời chi phái Tha Đê dự phần tôn vinh Chúa trong giờ thờ phượng Bồi Linh. Tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2020, lớp học cuộc đời Chúa Cứu Thế tiếp tục học lời của Chúa. Giờ này thông báo của các ban ngành, thông báo của ban tráng niên. Ban tráng niên sẽ nhóm lại thờ phượng Chúa vào lúc 19:30 tối thứ Ba tuần đến ngày 5 tháng 5, 2020. Kính thông báo cho quý anh chị em tráng niên cầu nguyện cho chương trình và nhóm lại đông đủ. Thông báo của ban trung niên nhóm lại thờ phượng Chúa vào tối thứ Tư lúc 19:30 ngày 6 tháng 5, 2020. Kính mong toàn ban nhóm lại đông đủ. Ban nhi đồng xin thông báo khi nào Hội Thánh Chúa nhóm lại đông đủ, ban nhi đồng sẽ nhóm lại. Chiều nay, ban thiếu nhi sẽ nhóm lại thờ phượng Chúa tại phòng nhóm của thiếu nhi. Giờ này tôi xin thông báo các nhóm lại của các chi phái tối mai, ngày thứ Hai, mùng 4 tháng 5, 2020, vào lúc 19:30, chi phái Matthew nhóm lại tại nhà bà Cúc, 190/31 đường Ông Bích Khiêm. Chi phái Giu-đa nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà ông bà Nguyễn Lương Tâm, 129 Mai Lão Bạc. Chi phái Nathanael nhóm lại tại nhà ông bà Văn Tiến Lộc. Giờ này xin kính mời Hội Thánh cùng đọc Kinh Thánh đối đáp trong Thánh Ca mới số 84 với đề tựa Sự Phục Vụ. Tôi xin đọc trước hàng chữ lợt, sau đó kính mời Hội Thánh cùng đọc hàng chữ đậm. Xin chúng ta cùng khởi sự. Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Giờ này xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng tra xem lời Chúa được chép ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 21, từ câu 15 đến câu 22. Trân trọng kính mời cô Ngô Thập Thảo lên đọc lời Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng nghe lời của Chúa. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Sô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Sô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Sô-na,
ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì ngài phán cùng mình đến 3 lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, ngài lại rằng, hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Trân trọng kính mời Thánh đồng an tọa. Giờ này, mục sư Hoàng Nhiệm sẽ giảng luận lời Chúa với đề tài mạng lệnh của Chúa phục sinh cho người yêu Chúa. Giờ này trân trọng kính mời mục sư lên hầu việc Chúa. Thân ái kính chào quý cụ ông bà, anh chị em. Tôi cũng xin được phép thay mặt cho quý vị trong ban trị sự chấp sự Hội Thánh của Chúa tại Đà Nẵng kính lời chào thăm quý con cái của Chúa ở khắp mọi nơi đang dự nhóm với Hội Thánh của Chúa tại Đà Nẵng. Các con cái Chúa từ Hội Thánh Đà Nẵng ra đi ở nhiều nơi cũng đã dự phần trong sự thờ phượng Chúa với chúng tôi qua chương trình trực tuyến. Chúng tôi lấy làm vui vì con cái của Chúa luôn hướng lòng về Chúa và hướng về Hội Thánh của Chúa để tiếp tục cầu nguyện cho công việc nhà Chúa của Hội Thánh Đà Nẵng. Chúng tôi luôn nhớ đến quý vị và cầu xin Đức Chúa Trời xuống phước đầy ơn trên tất cả con cái của Chúa khắp nơi ra đi từ Hội Thánh Đà Nẵng. Họ sẽ cứ tiếp tục ở đâu cũng làm vinh hiển danh Chúa của chúng ta. Xin Chúa đầy ơn trên quý cụ ông bà, anh chị em. Kính thưa quý cụ ông bà, anh chị, tuần trước chúng ta đã cùng nhau suy gẫm lời Chúa với một chủ đề mạng lệnh của Chúa phục sinh. Mạng lệnh của Chúa phục sinh mà chúng ta suy gẫm trong tuần qua là mạng lệnh cho tất cả các môn đồ của Chúa Giê-xu. Tuần nay chúng ta tiếp tục suy gẫm chủ đề đó là mạng lệnh của Chúa phục sinh, nhưng là cho những kẻ yêu Ngài. Chủ đề này chúng ta suy gẫm qua Tin Lành Giăng chương 21 từ câu 15 cho đến câu 22 là phần Kinh Thánh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh nói chuyện với Phi-e-rơ, với 3 câu hỏi mà Chúa hỏi Phi-e-rơ: ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Câu hỏi thứ 2, ngươi yêu ta chăng? Câu hỏi thứ 3, ngươi yêu ta chăng? Đó là những câu hỏi mà khiến cho Phi-e-rơ buồn rầu. Nhưng thật ra mỗi câu hỏi đều phải cần có một câu trả lời riêng. 3 câu hỏi không phải là giống nhau đâu. Và Chúa muốn cho tất cả những kẻ hầu việc Ngài, những kẻ chăn bầy của Chúa hiểu rõ tại sao Ngài hỏi như vậy. Kính thưa quý cụ ông bà, anh chị, Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta yêu tất cả mọi người. Vì lời của Chúa ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa yêu tất cả mọi người. Còn Ngài yêu kẻ thuộc về mình thì Chúa nói rằng Ngài yêu cho đến cuối cùng.
Ngài đã dạy cho chúng ta điều đó ở trong Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 1 phần B. Ngài yêu kẻ thuộc về mình ở trong thế gian này là Ngài yêu cho đến cuối cùng. Ngài cũng đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với tất cả chúng ta. Ngài nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình. Và đó là tình yêu, đó là sự yêu thương mà Ngài đã yêu chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu Ngài và chúng ta có yêu nhau như chính Ngài đã yêu chúng ta không? Một câu hỏi rất cần cho đời sống của chúng ta là những người đang sống trong sự yêu thương của chính Ngài và đang sống với mạng lệnh của Ngài là yêu Chúa và yêu nhau. Yêu Chúa như Chúa đã yêu mình, yêu nhau cũng yêu như Chúa đã yêu mình. Chúng ta xin Chúa ban ơn để tất cả chúng ta yêu như Chúa đã yêu. Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các môn đồ và Ngài lại nói chuyện với Phi-e-rơ. Có ba mạng lệnh cho Phi-e-rơ là người yêu Chúa. Mạng lệnh thứ nhất đó là hãy chăn những chiên con ta. Mạng lệnh thứ hai đó là hãy chăn chiên ta. Và mạng lệnh thứ ba đó là hãy theo ta. Ba mạng lệnh ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị, cách dạy của Chúa Giê-xu đó là luôn đặt câu hỏi. Ngài là Thầy. Khi Ngài đặt câu hỏi là để kiểm tra chúng ta thôi, chứ không phải Ngài đặt câu hỏi như chúng ta hỏi những người anh em của chúng ta. Vì vậy, Chúa của chúng ta là Thầy hỏi chúng ta để chúng ta trả lời và trả lời trong điều mà Ngài đã biết. Mạng lệnh thứ nhất của Ngài cho người yêu mến Ngài là hãy chăn những chiên con ta. Chúa truyền mạng lệnh này sau khi Phi-e-rơ đã trả lời câu hỏi đầu tiên của Chúa. Câu hỏi đầu tiên đó là: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Câu hỏi rất rõ, câu hỏi phải mang tính so sánh. Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Và những kẻ này đó là Thô-ma, Nathanael, Gia-cơ và Giăng, cùng với hai môn đồ đánh cá với Phi-e-rơ trên bờ biển Tiberias. Ngươi có yêu ta hơn sáu người này không? Phi-e-rơ trả lời: lạy Chúa, phải. Chúa biết rằng con yêu Chúa. Chữ phải mà Phi-e-rơ nói có nghĩa rằng đúng vậy Chúa, con yêu Chúa hơn những người này. Phi-e-rơ xác nhận và Chúa đã truyền cho Phi-e-rơ một mạng lệnh: khi ngươi đã yêu ta hơn những người này thì hãy chăn những chiên con ta. Ai yêu Chúa cũng đều là người chăn chiên của Chúa cả. Chiên của chúng ta là con cái của chúng ta trong gia đình của chúng ta. Chiên của chúng ta đó là chi phái của chúng ta mà chúng ta đang hướng dẫn họ. Chiên của chúng ta đó là những học viên trong lớp học Kinh Thánh của trường Chúa Nhật mà chúng ta đang hướng dẫn. Chiên của chúng ta là những anh chị em ở trong ban tráng niên, thanh niên, thiếu nhi, trung niên và những ban ngành ở trong hội thánh của Chúa. Chiên của ta
đó là những học viên của lớp giáo lý báp têm mà Chúa đã giao cho chúng ta để dạy họ. Nhưng để chăn chiên con của Chúa là những chiên mới được sinh ra, là những chiên mới gia nhập vào bầy chiên của Chúa. Những con chiên còn yếu đuối, những con chiên còn non trẻ, dại khờ thì phải là người chăn yêu Chúa hơn những người khác. Chăn những chiên con thì cần tình yêu thương, cần tấm lòng hơn là sức khỏe và tri thức. Vì vậy, quý cụ ông bà, anh chị em biết vì sao Phi-e-rơ yêu Chúa hơn những môn đồ khác không? Phi-e-rơ yêu Chúa hơn những môn đồ khác vì Phi-e-rơ là người phạm nhiều lỗi hơn. So với Thô-ma, so với Nathanael, so với Gia-cơ, so với Giăng và so với hai môn đồ kia, thì Phi-e-rơ là một người nhiều lần phạm lỗi với Chúa nhiều hơn. Ông đã từng đi bộ trên mặt biển với Chúa Giê-xu và ông đã bị sụp xuống. Chúa Giê-xu nói rằng, sao ngươi ít đức tin làm vậy? Ông cũng là người đã từng ngăn trở Chúa Cứu Thế Giê-xu và nói rằng Đức Chúa Trời nào nỡ để Ngài chịu chết. Thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhìn vào ông mà nói rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Không ai trong số những sứ đồ là chối Chúa cả, nhưng chính ông là người đã chối Chúa đến 3 lần. Một người phạm nhiều lỗi và được tha thứ nhiều lần, cho nên là một người yêu Chúa nhiều hơn. Lời Chúa ở trong Luca đoạn 7 câu 47, khi nói đến người đàn bà có tội được tha thứ, thì Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta phán cùng Simon là người Pha-ri-si rằng, ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít vì yêu mến ít. Vì yêu mến nhiều nên được tha thứ hết. Chúa ban cho anh chị em là những người chăn bầy của Chúa, mà là những bầy chiên con, những bầy chiên thơ. Quý vị là những người yêu Chúa nhiều hơn. Chiên con cả phương diện thuộc thể và chiên con cả phương diện thuộc linh. Khó lắm để có thể chịu đựng, khó lắm để chúng ta nhẫn nại nhịn nhục trước sự yếu đuối của nhiều con chiên. Được gọi là chiên con, được gọi là chiên thơ. Xin Chúa ban ơn trên ban truyền giáo của chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên các lớp học giáo lý báp têm, để anh chị em chúng ta thật sự là những người yêu Chúa mà chịu khó để nuôi dạy bầy chiên của Chúa. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các vị là giáo viên đang nuôi, đang chăn bầy chiên thơ của chúng ta, là những con chiên nhi đồng, áo nhi, thiếu nhi. Những con chiên cần lắm một tấm lòng yêu thương. Và chỉ khi chúng ta là những người yêu Chúa nhiều, chúng ta mới có thể làm được công việc đó. Xin Chúa ban phước trên anh chị em để làm công việc Chúa làm. Đúng vậy, yêu Chúa nhiều hơn mới có thể lãnh lấy một mạng lệnh đầu tiên của Chúa phục sinh, đó là hãy chăn những chiên con của ta. Mạng lệnh của thứ hai của Chúa phục sinh cho người yêu Ngài, đó là hãy chăn chiên ta. Mạng lệnh thứ hai này ra từ một câu hỏi khác với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai mà Chúa hỏi Phi-e-rơ, đó là hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Đây không phải là câu hỏi so sánh, mà là câu hỏi chính mình ngươi, hãy nói cho ta biết ngươi yêu ta chăng?
với một câu hỏi khác, nhưng Phi-e-rơ lại trả lời y như câu hỏi trước. Đó là lý do mà Chúa hỏi đến lần thứ hai về câu hỏi: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Đến lần này, Phi-e-rơ mới trả lời đúng. Câu trả lời đúng đó là: lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết rằng con yêu Chúa. Cái đúng ở đây đó là Chúa biết hết mọi sự. Ngài hỏi không phải để ngươi xác nhận, mà Ngài hỏi để ngươi xác định rằng ta biết hết, ta biết tận sâu thẳm ở trong lòng con là người yêu ta. Người khác nghe tưởng như là một lời quở trách vì ngươi yếu đuối, nhưng kỳ thực ngươi mạnh mẽ. Ta nói ngươi ít đức tin, hay là ta nói rằng sao ngươi lại hồ nghi làm vậy khi ngươi bị sụp xuống biển? Nhưng nhìn coi, có ai trong những người sứ đồ để dám xin ta rằng đi bộ trên mặt biển không? Mà ngươi đã bằng lòng để nói với ta là xin cho con đi đến với Ngài, và ta đồng ý, thì ngươi sẵn sàng giữa bão tố kia, ngươi cũng đã bước xuống nước và đi ở trên mặt nước được vài ba bước. Ta nói vậy, nhưng ta hiểu ở trong sâu thẳm của lòng ngươi, đức tin của ngươi là lớn. Cho dù ta phán cùng ngươi rằng, ớ Satan hãy lui ra khỏi ta, ta không nói ngươi là Satan, bởi vì trước đó ta đã nói với ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ngươi là đá. Nhưng ta nói rằng ớ Satan hãy lui ra khỏi ta là bởi vì cái tư tưởng đó, bởi vì cái câu nói của ngươi rằng Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, đó không phải là câu nói của lòng ngươi, mà câu nói của Satan đang lợi dụng vào lúc này để ngăn trở ta đến với thập tự giá. Ta hiểu được lòng ngươi, ngươi yêu ta. Cho dù ngươi đã ba lần chối ta là không biết ta, nhưng sâu thẳm ở trong lòng ngươi là ngươi yêu ta. Ngươi đã khóc lóc một cách thảm thiết. Giu-đa cũng đã từng phản ta, nhưng Giu-đa không có một thái độ như chính ngươi. Có thể trong cảm xúc nhất thời ngươi quá sợ hãi, nhưng sâu thẳm ở trong lòng ngươi thì ngươi yêu ta lắm. Ta biết ngươi là kẻ yêu ta, vậy hãy chăn chiên ta. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, sau khi đã chăn chiên của Chúa, không những chăn những cái bầy nhỏ, những bầy chiên con là những người mới trở lại đạo ở trong Jerusalem, những người đang mới tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ở tại Jerusalem. Nhưng rồi về sau, sứ đồ Phi-e-rơ đi nơi này đến nơi khác để chăn bày của Đức Chúa Trời. Đúc kết trở lại trong chức vụ chăn bày, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm, mà là làm gương tốt. Đúc kết cả một sự hầu việc Đức Chúa Trời là một người chăn bày cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải là một sự ép buộc, mà là sự vui lòng để chăn bày của Chúa, vì yêu Chúa, vì Ngài đã mua bằng một chính bằng máu của chính Ngài, cho nên yêu Ngài để chăn bày của Ngài. Hãy vui lòng mà chăn bày của Chúa.
chăn bày của Chúa chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chăn bày của Chúa chẳng phải là để quản trị phần trách nhiệm, nhưng mà phải là làm một người gương tốt, làm một tấm gương tốt cho bày của Chúa. Xin Chúa xuống phước cho chính mình tôi và quý cụ, ông bà, anh chị em. Chúng ta đang có bày nhỏ, hãy chăn bày trong sự vui lòng. Hãy chăn bày bằng hết lòng của chúng ta và chăn bày để làm gương tốt cho bày của chúng ta. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa cho Phi-e-rơ đó là hãy theo ta. Mạng lệnh này Chúa phán hai lần ở trong đoạn 21 câu 19 và đoạn 21 câu 22. Theo ta để ngươi sẽ chết cách nào cho sáng danh Chúa. Ở trong thư Cô-rinh-tô nhất, chúng ta đã nghe sứ đồ Phao-lô dạy cho chúng ta. Chúa đã mua chúng ta bằng một giá cao rồi, cho nên chúng ta phải lấy thân thể mình mà làm sáng danh Chúa. Sống phải sáng danh Chúa, nhưng không phải chỉ sống sáng danh Chúa thôi đâu, nhưng mà làm một người chăn bày của Chúa thì chết cũng phải chết cho sáng danh Ngài. Chết cách nào cho sáng danh Chúa? Chúa có tỏ cho Phi-e-rơ cái cách để chết cho sáng danh Chúa. Và cách này cũng xin Chúa cho chúng ta. Cho đến giây phút cuối cùng, cái chết của chúng ta cũng chết vì sự vinh hiển, làm sáng danh Cha của chúng ta trên trời. Chúa nói với Phi-e-rơ rằng, khi ngươi còn trẻ, khi muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi về già rồi thì phải giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Bây giờ Phi-e-rơ già rồi, Phi-e-rơ lớn tuổi rồi, không phải ngươi muốn làm gì ngươi làm, không phải ngươi muốn lựa chọn điều gì ngươi lựa chọn. Sự lựa chọn không còn là quyền của ngươi nữa. Và ngươi phải bị người ta, khi ngươi phải là người giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ý riêng của ngươi không muốn, nhưng ý của ta muốn vậy. Muốn cho ngươi chết ở trong sự sáng danh Đức Chúa Trời. Và Phi-e-rơ thật sự đã chết và làm vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta và làm sáng danh Đức Chúa Trời của chúng ta. Không có theo ý con nữa, mà là theo ý Cha. Một người chăn bày của Chúa là người có quyền tự quyết, nhưng quyền tự quyết đó phải quyết theo ý muốn của Cha chúng ta và cứu Chúa của chúng ta, chứ không quyết theo ý của riêng mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu là gương mẫu. Khi Ngài đến là một người chăn hiền lành đối với chúng ta, thì Ngài cũng nói rằng, ta không sống theo điều ta muốn, mà ta sống theo điều Cha muốn. Một lời cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất này: Thưa Cha, nếu có thể được, xin cắt chén này khỏi con, nhưng không phải theo ý con, mà bèn là theo ý Cha. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm sáng danh Đức Chúa Trời, thì những người tiếp tục chăn bày của Ngài cũng phải chết cách nào cho danh Chúa được vinh hiển, cho danh của Cha chúng ta được sáng danh, là tất cả chúng ta hãy thuận phục vào ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng ta. Hãy theo ta. Không những các ngươi phải chối từ ý riêng của chính mình, nhưng theo ta thì đừng để người khác can hệ đến mình, và mình cũng đừng can hệ đến người khác.
Phi-e-rơ đã nhìn vào một môn đồ Chúa yêu để hỏi rằng về sau người này sẽ thế nào? Con thì sẽ chết cách sáng danh Chúa, còn người này thì sao? Chúa Giê-xu nói: ta muốn người này sống cho đến khi ta đến. Thì điều đó có can hệ gì đến ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Dân là dân, Phi-e-rơ là Phi-e-rơ. Ai riêng phần nãy, những gì ta muốn làm trên dân thì có can hệ gì đến ngươi? Và ngược lại, những gì ta muốn làm trên ngươi thì có can hệ gì với dân đâu? Phần của mỗi người trong chúng ta hãy theo Chúa. Tốt nhất đừng có hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, còn người này về sau sẽ thế nào? Hãy hỏi Chúa rằng: con là thế nào cho Chúa? Chúa cho mình biết về sau mình sẽ như thế nào là một phước hạnh lắm rồi. Và hãy sống với tất cả bổn phận trách nhiệm và sống với tất cả tấm lòng của chúng ta cho Chúa kính yêu của chúng ta, làm xong công việc Chúa giao cho chúng ta và làm trọn công việc mà Ngài đã sai phái chúng ta. Đừng hỏi về người khác, nhưng hãy liên tục hỏi về Chúa trong thái độ sống của chính mình. Đừng cố biết ý muốn của Chúa cho người khác, nhưng hãy cần biết ý muốn của Chúa cho chính mình là thế nào để chúng ta sống vinh hiển danh Ngài. Xin Chúa xuống phước và đầy ơn trên tất cả quý cụ, ông bà, anh chị em cũng như chính mình tôi, để tình yêu mà chúng ta đang yêu Chúa của chúng ta và Ngài đã có mạng lệnh cho chúng ta chăn bầy chiên con của Ngài hay là chăn chiên của Chúa, chúng ta hãy làm với tình yêu mà chúng ta có được để làm vinh hiển danh Chúa của chúng ta. Đừng nhìn người khác, đừng phán xét ai cả, đừng cần biết về họ về sau là thế nào, bởi vì mỗi chúng ta đều phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời với Ngài về tất cả những gì chúng ta đã sống cho Chúa của chúng ta trong ngày chúng ta gặp Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên quý cụ, ông bà, anh chị em. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, bài học buổi sáng hôm nay về mạng lệnh Chúa phục sinh cho người yêu Chúa gồm có 3 mạng lệnh. Mạng lệnh thứ nhất, hãy chăn những chiên con ta. Mạng lệnh thứ hai, hãy chăn chiên ta. Mạng lệnh thứ ba, hãy theo ta. Giờ này xin kính mời thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta hiệp chung với ông chấp sự Trương Văn Đức cầu thay đáp ứng lời Chúa qua bài học buổi sáng hôm nay. Xin kính mời. Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Chúng con lớn tiếng tạ ơn Chúa. Một tuần lễ trôi qua, Ngài đã ban ơn, nhìn giữ của thánh chúng con ở trong bóng cảnh toàn năng của Ngài. Và buổi sáng hôm nay, trong ngày yên nghỉ thánh, Ngài đã ban cho hội thánh cũng như là tôi con của Chúa khắp mọi nơi đang hướng lòng về Chúa để thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Lời của Chúa phán với chúng con rằng: nếu ai hầu việc Chúa lấy tâm thần và lại thật thờ phượng Ngài. Và buổi sáng nay, tôi con của Chúa, dầu chúng con đang thờ phượng ở nơi chỗ khác nhau, nhưng chúng con đã lấy tâm thần và lại thật và thờ phượng Chúa. Nên chúng con biết rằng Ngài đã đổ đầy ân phước của Ngài trên mỗi gia đình của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, chúng con vô cùng biết ơn Chúa, vì không có tình yêu nào sánh bằng tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi một chúng con. Vì yêu chúng con, Ngài đã
bằng lòng chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng con, và với tấm lòng biết ơn Chúa cho chúng con phải yêu Chúa, yêu anh em mình như Chúa đã yêu chúng con. Vì khi chúng con yêu Chúa thì Ngài sẽ giao bầy nhỏ mà Chúa đã giao cho chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn trên mỗi một chúng con, cho chúng con ơn đủ sức của Chúa để rồi chăn những bầy nhỏ, đó là con cái ở trong gia đình, nhi đồng, chi phải cũng như là mọi ban ngành ở trong hội thánh. Khi chúng con được Chúa giao những bầy nhỏ mà Chúa đã phán quyền với chúng con, thì cho chúng con phải có gương tốt, cho chúng con phải sẵn sàng hy sinh chịu khổ vì danh Chúa. Chúng con hầu vì Chúa, chúng con trăng bày của Chúa không bởi lời dơ bẩn, cho chúng con phải hết lòng hầu vì Chúa. Chúng con vui mừng, chúng con yêu bày của Chúa như Chúa đã yêu chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, cho chúng con trong những năm tháng còn sống ở trên đất này, chúng con cứ tiếp tục bước theo Chúa. Chúng con biết rằng chúng con theo Chúa là chúng con phải hy sinh chịu khổ, chúng con phải đi trên đường thập tự giá, trên đường hẹp mà Chúa đã đi qua. Cho chúng con hoặc sống hoặc chết cũng phải biết làm sáng danh Chúa cho đời qua đời sống của chúng con. Cho chúng con mỗi ngày luôn luôn gần gũi với Chúa qua lời Chúa, qua thánh linh của Ngài bằng sự cầu nguyện, rồi chúng con biết tìm cầu ý Ngài, rồi chúng con thuần phục ý muốn của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn trên hội thánh Ngài trong những ngày cách ly. Hội thánh Ngài không có sự nhóm lại chung. Cầu xin Chúa cho dịch lệ qua đi, rồi mỗi một chúng con có sự hoan nghỉ, rồi sáng chủ nhật chúng con đến thờ phượng Chúa, chúng con hướng lòng về Chúa, chúng con thờ phượng Chúa và chúng con được có cơ hội gần gũi với nhau. Chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Buổi sáng nay Chúa có dùng đầy tớ của Ngài có lời của Chúa ban phát cho hội thánh Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn trên mục sư quản nhiệm chúng con, cho ông bà một ngày được ơn của Chúa, có sức khỏe từ nơi Chúa ban cho, rồi tiếp tục mở mang công việc Chúa một ngày được mạnh mẽ và phát triển. Buổi sáng nay Chúa có dùng ông phó thư ký hướng dẫn chương trình, cầu xin Chúa cũng đầy ơn trên ông, cho ông đủ ơn đủ sức của Chúa để rồi tiếp tục dự phần hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Nguyện xin Ngài ban ơn trên hội thánh Ngài để rồi chúng con luôn luôn có sự bình an từ nơi Ngài ban cho. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện chung hát tôn vinh, sau đó trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm tiến lên tòa giảng cầu nguyện chúc phước. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nhật cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hồng bên trang thẳng hoàng ngàn vô đôi, dưới đất chúng con còn ác khắp nơi, đại cao côn trùng cả đời ba ngôi. Nguyện xin Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh ban tình yêu thương, ân điển và sự bình an trên quý cụ ông bà anh chị em chúng con, để hết thảy chúng con tiếp tục sống với mạng lệnh của Chúa. Chúng con chăn những chiên con của Ngài, chúng con chăn chiên của Ngài và chúng con theo Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.
chung xin kính chào hội thánh.